Vâng, xin kính chào toàn thể anh em đã trở lại với kênh của Tommy Audio. Hôm nay em lại tiếp tục trở lại với anh em. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2021. Cũng là cái ngày đầu tiên của cái tháng 8. Thì em kính chúc toàn thể anh em sang tháng mới luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an, vạn sự tốt lành anh em nhé. Và cái đặc biệt là làm ăn thì phát tài. Nhưng mà anh em là quan trọng là cái bình an anh em ạ. Đấy, dịch Covid này bây giờ anh em chỉ cần bình an thôi. Chỉ cần bình an, có sức khỏe là có tất cả anh em nhé. Đấy. Thì hôm nay em cũng vừa mới dọn được mấy bộ mic anh em. Đây là một cái bộ mic bãi rất là đẹp luôn anh em nhé. Chỉ có 5 bộ duy nhất thôi. Chỉ có 5 bộ duy nhất thôi. Hôm nay em sẽ để cho anh em với cái giá cực kỳ rẻ luôn. Em sẽ để cho anh em cái giá gần như là quá rẻ luôn em nhé. Anh em không thể mua được một cái bộ mic cái giá chỉ có hơn triệu mà nó đẹp như này. Nó đẹp, nó không những đẹp mà lại còn chất anh em nhé. Đấy, bình thường cái mic này thì nếu mà em bán bình thường thì cũng phải tầm 1 triệu 8 đến 1 triệu 9 anh em nhé. Nhưng mà hôm nay em sẽ để cho anh em cái giá cực kỳ tốt luôn. Anh em nào mà cần một cái bộ mic nó thật là đẹp đấy nhưng mà hát rất là chất thì em xin giới thiệu với anh em là cái bộ mic này anh em ạ. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Đây, cái em quay sát cái đầu thu anh em xem. Mic Abian mã là U300S. Anh em xem cái vỉ mạch của nó đi ạ. Lần trước thì em cũng làm một cái video nhưng mà em quên quay cái vỉ mạch. Thế này là nhiều, rất là nhiều anh em hỏi là cái vỉ mạch. Đây, những cái dòng mic bãi thì cái vỉ mạch nó rất là to anh em nhé. Đấy, những cái linh kiện rồi là những cái IC của nó rất là nhiều nha. Đấy, con này sử dụng cái IC là U750/776RCB. Đây là một cái con IC rất được ưa chuộng và thường sử dụng trong tất cả các dòng mic bãi của Đài Loan anh em nhé. Đấy, rất là nhiều những cái dòng mic. Đấy, anh em nhìn cái hộp sóng này, hộp sóng kép anh em nhé. Đây, cả một cái khu phía bên này là cái khu sóng của nó anh em nhé. Đấy, còn ở giữa này là cái ở cái mảng giữa này là cái chỗ xử lý tiếng anh em nhé, xử lý tiếng, lọc tạp âm. Đấy, nó giảm hú rít hoặc là nó tiếng nó như thế nào là đều ở làm cái đoạn giữa này em nhé. Đấy, còn bên này là sóng này anh em. Đấy, sóng ấy. Đấy. Đây cái mặt trước của nó đẹp, nó có hai cái volume này rất là dễ chỉnh luôn, rất là to tát, rất là dễ chỉnh em nhé. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, cái tay này thì anh em nhìn đấy, đấy đẹp không thể chê được anh em nhé. Ở ngoài còn đẹp hơn nhiều anh em nhé. Đây này em quay đây còn không được đẹp lắm. Đấy, ở ngoài nó còn đẹp hơn rất là nhiều anh em ạ. Anh em nhìn đấy, đấy rất là đẹp luôn. Đấy, đấy bây giờ em thử qua cái tiếng em nhé, em thử qua cái tiếng rồi em báo giá cho anh em luôn nhé. Đấy, mic rất là nhạy luôn, em để xa này mà nó vẫn bắt được. Đấy, để xa này anh em ạ. Đấy, để xa này mà nói nó vẫn bắt được mà. Đấy, nó hát rất là nhẹ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni. Đấy, tiếng rất là nhẹ, hát rất là bay luôn anh em nhé. Tiếng rất là nhẹ, hát rất là bay luôn. Đây, tay mic đẹp này em nhận. Đấy. Đấy, chỉ có 5 bộ này thôi anh em nhé. Chỉ có 5 bộ này thôi. Hôm nay em sẽ để cho anh em với cái giá 1.450.000 anh em nhé. 1.450.000 bao ship cho anh em luôn, bảo hành 3 tháng cho anh em anh em nhé. Đấy, chỉ có 1.450.000, một bộ quá đẹp luôn anh em nhé. Đấy, đẹp keng như mới luôn. Cái giá 1.450.000 anh em không thể mua được một cái bộ chưa mua được một cái bộ mic nhái bình thường anh em nhé. Chưa mua được một cái bộ mic nhái bình thường chứ đừng nói gì đến mic bãi xịn anh em nhé. Đấy. Đây là một cái hàng nội địa của Đài Loan, này tiếng rất là hay. Đấy, chỉ có 1.450.000 một bộ, em bao ship cho anh em. Anh em nào mua thì liên hệ với em theo cái số là 0369797955 em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Bên em còn rất là nhiều mic bãi em ạ, rất là nhiều luôn. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua mic bãi thì đăng ký kênh và cho em xin một nút like để anh em cái lượng tương tác của em nó cao cao lên một chút. Đấy, xin chào toàn thể anh em, hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.